Hello hello, xin chào anh em nha. Chúc anh em cả ngày vui vẻ. Hôm nay Svet giới thiệu anh em về tựa game chủ đề Naruto có tên là Nindo Legend. Hay giờ mình sẽ vào phần tuyển dụng để anh em mình cùng chiêm ngưỡng nhân phẩm. Đây là chiêu mộ cao cấp. Lên VIP 3 thì đủ ca điểm anh em sẽ kích hoạt móc. Còn đây là chiêu mộ lục đạo, còn đây là chiêu mộ linh thú. Còn cái cuối cùng là chiêu mộ trang sức này chắc là level 120 nên mình sẽ được nè. Đây là chiêu mộ thường. Mình sẽ chiêu mộ cao cấp thử. Ủa? Đây. Để mình coi, hình như là full ninja rồi. Phải không? Đúng rồi nè. Mình biết luôn á chứ. Ok. Cao cấp, ok. Anh Sasuke 4 sao à. Cái này thì anh em nhận được rất là nhiều cái chiêu mộ luôn. Để anh em thử test nhân phẩm. Ôi, ra củ 8 luôn anh em ơi, ớt cộng. Khoáng ngon. Rồi, ok. Đầu tiên là nhìn vô cái hình ảnh là mỗi vị tướng là đứng kiểu như là một núi anh em ơi. Để mình xem nha. Và hiện tại đang có bao nhiêu ninja. Hiện tại mình thấy là cấp bậc ít cộng là gọi là mạnh nhất rồi. Đây là 5 sao, đây là 6 sao. Đây là 13 sao, cụ Madara 13 sao. Đây anh em có thể vô thư viện để xem ha. Có rất nhiều vị tướng ha, để mình vô mình coi và đồ họa thế nào. Đây đồ họa có sống động luôn anh em ơi. Rất là đẹp. Đây là anh tứ vĩ nhưng mà cũng thuộc dạng mình thấy mấy chỗ khác là nó ẻm là phôi thôi, còn vô đây là ẻm là ớt cộng. Quá ngầu luôn này Itachi. Đây là cụ nhất nha. Và đây là cụ Madara nha. Cụ Madara thì không có hành động. Còn là mình thấy mấy cái vị tướng khác thì vẫn có lung lay nó ra xa. Kabuto, Obito rất là nhiều vị tướng anh em, để mình coi nha. 2 4 5 10 15 20 25 30 vị tướng, nhưng mà tính đây cả 12 sao à, đâu 10, 20 sao 16 sao chứ, vậy là 5 10 15 vị tướng. 15 vị tướng hiện tại anh em ơi. Hiện tại là có 15 vị tướng ớt cộng. Đây là tất cả luôn. Rồi chúng ta khám phá tới các chức năng khác và tính năng. Đầu tiên là đăng nhập 7 ngày à. Ồ, ngày thứ tư là gốc ly hết. Còn ngày thứ năm này đăng nhập 8 ngày chứ. Ngày thứ năm là Gaga, ngày thứ sáu là anh chặt à, còn ngày thứ 8 là cụ nhị. Ở đây là thẻ tháng đi sao, cái tháng thì đây là 100k con, và cái này thẻ tháng đỉnh cao thì 150k con. Ở đây quà nạp đầu, nó quà nạp đầu thì hỗ trợ cho anh em mình rất nhiều, và đây tặng cho mình một cụ nhất. Còn đây là VIP và cũng như là nạp tỷ lệ trong game. VIP để mình khám phá thử coi là bao nhiêu VIP là max nha. Hiện tại là VIP 13 là max đó anh em ơi. Nạp tích lũy thêm 4 triệu năm con sẽ được VIP 13. Hiện tại thì có 130k con nhưng là được VIP 10 rồi. Thấy cũng khá là rẻ. Còn đây là sự kiện giới hạn. À, cái này sự kiện có cụ nhị nữa nè. Còn đây là cấp bậc. Đây là quỹ thác, còn đây là đổi tiền xu. Tốc chiến là tích lũy nạp. Nạp tối đa này là 10.000 con, 10.000 con. Còn đây là anh em mình tiêu phí tối đa cũng 10.000 luôn. 10 triệu chứ. Ủa? Này là 10 triệu anh em ơi, 10 triệu con anh em ơi, mình nhầm tưởng 10.000 con.
Đây, cái này thì cũng tiêu phí tối đa là 10 triệu, nhưng ở đây anh em có từng móc nè, mình thấy từng móc cách nhau có 500k thôi. Mình thấy là khá là ok á. Anh em tiêu xong anh em sẽ nhận được rất là nhiều quà, tại mỗi móc thì nó chỉ có cách nhau có 500k thôi anh em ơi. Còn đây là ship hạng. Đây là ship hạng bình thường mà ship hạng liên server. Còn đây là ship hạng liên server cấp 55 thì anh em sẽ ship hạng liên server ha. Còn hiện tại thì anh em có thể xem được ship hạng server mình. Còn anh em có code đó thì anh em vào phần nhập code nè, anh em nhập xong rồi anh em trao đổi là xong. Còn đây là mục tiêu 7 ngày. Ngày 2, ngày 3 và những ngày còn lại. Đây là hiện tại là mình đang chơi bản alpha test nha anh em. Đây là sự kiện chủ đề đập trứng. Tiệm chuyển đổi boss Kaguma lật thẻ tuyển dụng cao cấp và tăng sao tuyển dụng lục đạo bảo gương tướng à. Ui đây có gai xịn nè, ghê ta. Còn đây là quà đăng nhập anh em ơi. Ui mỗi ngày mà tặng 10k vàng luôn á anh em. Cái này chơi á anh em, tích lũy xong lâu lâu á anh em tiêu phát thì cũng khá là ngon nè. Còn cái này thì tích lũy đập trứng. Cái này là ý chí lửa. Rồi mình sẽ cho anh em xem. Cái này là phần tài nguyên thôi, túi đồ của mỗi hạt. Còn đây là hoạt động anh em ơi. Phó bản hàng ngày, chinh phục vô tận, sợ thợ săn ninja, nói đền ninja, rừng tử thần, vùng đất thử nghiệm hiện tại đang ở bản alpha test đó anh em. Thấy có lỗi hay gì cũng có thể lên boss fanpage để góp ý cho các bạn để hoàn thiện cho anh em được trải nghiệm tốt hơn nha. Còn cấp 60 thì anh em được trợ thủ có mấy con linh thú anh em. Còn đây là cửa hàng để anh em có điểm thì anh em sẽ mua những vật phẩm cần thiết anh em mình cần thôi. Đây là thành phố, còn đây là làng lá. Trong làng thì có giải đấu nè, đấu trường, tháp chinh phục, tầm bảo may mắn, gia tộc, viện nghiên cứu, rất là nhiều tính năng luôn anh em. Còn đây là phiêu lưu, đó anh em là đi vượt map. Mà thách đấu ải tiếp theo, ải 14. Nhiệm vụ 2 ở vùng đất sống. À cái này có cả cốt truyện luôn anh em. Còn đây là cái team mình, thách đấu. Chứ mình nghĩ team mình khỏe cái vô đây làm hết rất là dễ dàng luôn. Ui, nổ có hiệu ứng đồ cũng khá là đẹp anh em ơi. Hình ảnh sắc nét mà nổ có hiệu ứng là mình thấy ok rồi. Cũng Madaga này gung gung ghê thiệt, một nổ một lụm luôn á chứ. Mình sẽ test nha, mình sẽ test thử với vị tướng khác nha. Nhiệm vụ 3 ở vùng đất sống, ở này có cốt truyện luôn anh em ơi, phải cá trưởng thiệt, rất là chi tiết. Mình sẽ bỏ ra đi, mình test ông thầy Jigaya trước đi, coi ông nội thì sao. Ui nổ hai mục tiêu ở cuối cùng đó anh em, thấy là như này là vị tướng nào nổ cũng có hiệu ứng và một loạt hình ảnh luôn em, nhìn rất là bắt mắt và đẹp đấy. Sakuga này quánh cho ông phát này, ông thầy cũng đánh thường tái sinh cho một phát. Chúc mừng được hình như 10k kinh nghiệm hay sao. Đúng rồi, được 10k năm kinh nghiệm nhân vật. Mình sẽ thách đấu tiếp để mình coi những vị tướng khác. Ủa, để mình chọn. Rồi, vị tướng tiếp theo. Tướng này thì tấn công đơn mục tiêu. Cái này là có x2, x3 luôn, và anh em bỏ qua được không? Hình như là chưa đủ level để bỏ qua. Chưa có tham kiếp được. Cái này thì trở lại. Cái này anh em cũng có thể vừa treo đi map và anh em vừa làm cái chuyện khác, ví dụ như là úp tướng hay gì á. Ồ mình thấy cũng khá là tiện ha. Xong rồi thì anh em mình lại đều ba vô để quánh tiếp thôi. Cũng ngon.
Đây. Đào tạo tạm thời. Ok. Mình sẽ mang ngay đây. Mang ban vô. Pen. Đúng là, đọc đúng là pen. Đây, skill của ảnh thì ao hay không? Skill của ảnh là đúng là diện gọng luôn, nhưng mà chưa có thể kết liễu được. Anh này thì up hiếu, chưa có match cho ảnh nên là chưa có thể làm một phát được hết. Ok, để mình vô thách đấu nè. Vô. Mỗi lần anh em đánh thua, anh em đánh lại thì sẽ thấy được cúp chuyện. À, mình mới up level 1 nè, nên là chưa, cái này level 60 nè. Đấy, một skill đi 3 thành viên. Chỉ còn 2 thành viên bên kia thôi. Xong, pha này nữa là xong. Thấy mỗi vị tướng nộ anh em thấy có hiệu ứng hết. Quá là xịn sò. Ok. Rồi, mình sẽ về thành phố đi. Còn đây á, anh em muốn đi xem PK hay gì á thì anh em cũng vô đây nè. Phổ biến tuần, đấu trường, giải đấu nhân giả, khiêu chiến, gia tộc chiến, liên server các kiểu. Đấy là anh em cũng có thể xem hết. Đây mình thử xem cũng các bạn coi. Tầm này ngang nhau hết hả? Ghê, bạn này tên ghê ở top 1 server. Còn đây là hiện tại bạn này mới top 1 nè. Bạn này 1.050.000 đánh với bạn 958.000 nè. Để mình coi nè, bạn này đang top 1 nè. Nãy anh em mình thấy top lực chiến á. Đây, coi hiệu ứng các kiểu đồ của nhân viên tướng. Thấy vị tướng nào cũng có bộ kỹ năng nộ siêu xịn sò cho bản thân mình. Super Idol. Mình thấy team thủ ghê ta, team thủ hình như thua khoảng 100k lực chiến mà nhìn cái team lực dữ à. Ui, nhìn cái team châu á anh em. PK thì anh em sẽ đánh 5 năm ha, tùy đội hình anh em mình thích ship ở đâu thì ship. Team công như vậy mà bị team thủ áp đảo rồi. Mình thấy là bên kia coi có gỡ được không. Ui, cụ Managa gánh hết à. Ghê với ta. Gaga nè. U lật kèo anh em ơi. Mình tưởng là thua không chứ thấy team thủ khá là cứng. Bên còn 2, bên còn 3, còn 2 super idol. Ấy, còn 22 rồi sao giờ? Sao giờ? Hơn 100k lượt chiến nhưng mình thấy cái kèo này cũng khá là cân á anh em nhìn coi HP của hai bên nè. Ôi cụ Managa đi không? Đi luôn kìa, bên kia còn mỗi Gaga thôi, Gaga chắc mình nghĩ là không cân hai được đâu. Ui, cái gì đấy? Ô, vậy mà bên công thắng á. Còn chút xíu máu luôn anh em ơi. Rồi bên đây là bạn già công nghiệp với bạn clone nè, bạn clone đang có đồ hình cứ rồi xịn hồi nãy anh em mình thấy đó. Hai bây giờ hai bên kiểu như gần ngang ngang lực chiến rồi, mình vô mình coi thử hai đội hình của hai bên như nào. Đang alpha test nên mình thấy là hai bên phô diễn đội hình sức mạnh khá là ghê. Anh em có khiên á, khi mà bị gây sát thương thì nó sẽ ghi là hấp thụ nè. Còn đây là bạo kích. Bạo kích thì sát thương mà đỏ. Đấy. Anh sặc nè, anh sặc skill phát nè. Mình thấy mấy super đồ nộ khá là nhiều. Ôi. Ghê dữ ta. Một bên còn 5, một bên còn 4. Sạc lại nổ tiếp. Rồi giờ tới Sakuga nổ nè. Hai bên PK khá là khét anh em ơi.
Mình thấy ngang lượt chiến thì BK các kiểu rồi cũng nghi cấn đấy. Kiểu như nó cũng không nghiêng về một phía ha. Anh em mình thấy là có 30 hiệp mà hiện tại là đánh là đâu đó là 6 hiệp rồi, chưa phân thắng bại. Vẫn là một bên còn 4 và một bên còn 5 anh em ơi. Mình thấy team công đang có lợi thế về HP hơn nhưng mà không biết team thủ có lật kèo được không. Mình thấy super idol nổ rất là ghê á. Ở gian này nổ ghê thì nổ liên tục luôn kìa. Thôi bên thủ thua anh em ơi, team bằng này khét dữ à. Ui gọi là áp đảo luôn ấy chứ. Còn mấy bạn này thì 300k với 200k các kiểu thôi đó. Nem vô đây cũng có thể xem được nhiều đội hình khác nhau nữa. Hôm nay thì xin phép với anh em mình sẽ review tới đây thôi. Anh em thấy hay thì nhớ là tải về test và cũng như trải nghiệm thử nha. Link thì mình có để dưới phần mô tả hết đấy. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em. Hẹn em vào những clip tiếp theo.